Chào các bạn. Ở đây tôi đang có một chiếc Samsung AU43NU 7400K. Nó bị hiện tượng là mở lên rồi nó cúp. Vừa mà hiện chữ Smart TV lên là cúp lên. Đây là bao khiển này. Bao nguồn này. Màn hình chớp nè. Rồi đèn đỏ chớp nè. Nó đèn đỏ chớp. Nhá lên rồi tắt. Giờ tiến hành che cáp ha. Nó không hiện chữ Smart luôn, có lúc hiện có lúc không. Giờ ta sẽ che từ bên đây sang. Từ bên đây có cổng cáp sang. Che từ chân thứ 14. Đây một tay quay điện thoại, một tay che không được rồi. Cái này không phải tại led nha các bạn. Đây mình rút dây led ra để mình ghim vô mình thử là led sáng nè. Ghim điện vô là led sáng nè. Đó, led sáng lực luôn. Tắt nè. Đó. Rút dây này ra thì led vẫn sáng. Điều đó là không phải do led mà do màn hình nó bị lỗi. Đó, đây tôi đã che băng keo này. Từ ngoài bìa trái này sang là che từ chân số 14 này. Che một khoảng khoảng 6 chân. Điện thoại zoom không rõ nhỉ. Đó. Sau đó gắn ra ha. Quay không chuyên nghiệp. Kim điện như nào. Đó, đây là chữ Smart này nè. Ok. Mịn như zin luôn ha. Không có vấn đề gì hết. Không có người quay, tay giữ đâm ra không có. Cái clip nó không có liền. Tắt 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 như vậy cái gì các bạn hãy nghĩ tới màn hình ha.